Dạ, đỡ phong cầm à, cái khâu này quan trọng lắm. Lấy ly kem này. Chứ cái ly đó là ly gì em? À, đá xay vô tầm là nhiêu ly? Dạ, 59.000 đi. Nhiêu? 59.000 đi. Ờ, uống nước suối. Dạ, uống nước suối. Thế là cả thế giới nha. Năm dạ, tính ngày lễ nha. Ông à, Quý tính chọn người ăn salon quý nè, ăn bánh bao quý nha. Ăn sao quý? Ăn thì vui. Ăn trắng mặt sao ăn từ từ. Ăn từ từ mới ngon. Trắng nóng ngon, ăn từ từ. Ăn từ từ là ăn sao? Như là cắn miếng ăn từ từ là nó ngon. Thiệt nó sướng lắm. Quý có thù kem không? Hay thèm kem kem gì không? À, Quý không thích ăn kem, không thích ăn kem. Quý khoai ăn kem. Quý khoai ăn kem. Quý khoai ăn kem. Giờ kêu tính tiền thử coi nhiêu không mọi người ha. À. Và mày kêu trên giấy xu rồi. Giờ nhanh quá ha. Để Quý mua mấy tờ sót coi. Hả? Dạ của mình là 1.287.000. Bảo coi mà anh có quá đơn không Bảo? Sao quá đơn của mình ra luôn. Đã đổi rồi. Tôi đi khai sản vừa rồi. Chị chính cho 178.000. Canh cải ngọt đúng rồi. Cải trò đúng rồi. Đúng rồi. Coi thử qua đường coi là món ấy trừ hai món cơm rồi gì ra chưa được khuyến mãi á như mấy khăn mà đâu có xài hết đúng không còn có đóng dưới không à. Dưới đây nè em trừ khăn ra nữa là đủ rồi đó đúng rồi ở đây nữa là không quý ra ngoài mua vé số mọi người lấy tới 20 cái lần hả? Chiều 2 chiều 3 chiều mình là chiều 2 57 chiều 2 57 coi như chiều 2 60 rồi ok rồi lát rồi có tài khoản anh bắn luôn nha giờ tính sao anh Mão con biết đâu cái hãm bỏ vô đi con anh muốn tính sao ờ cái gì ăn hết rồi kêu bỏ vô bao đem đem về ăn nóng quá năm bạc cũng hơn hả cứng tơ luôn á đây giờ này cũng còn người câu tôm á em cảm ơn chị Tommy Kali tài trợ cho tụi em đi ăn chơi lễ nha chúc chị dồi dào sức khỏe hồi nãy chị có tặng tiền cho mộng cầm mộng quý thì giờ chị tiếp tục tài trợ ôi cho ơi, nhóm đi ăn em cái hộp tự trà bá lửa trời xíu ơi trời ơi mà lên cái hộp tự như vậy trời ơi quý ơi ngồi vô cảm ơn chị Cammy Cammy Cali đi cảm ơn chị Cammy Cali nha giàu giàu sức khỏe mua mai bán lắc chị đã tài trợ cái buổi ăn ngày hôm nay cảm ơn nha còn cho tiền nó ngon cho mình ly chơi dễ vui vẻ nha ngon cho mình ly chơi dễ vui vẻ luôn cảm ơn chị Cali nha giờ à cảm ơn chị Tommy Cali rất là nhiều ạ cái nhờ nha nó bỏ vô rồi nó hư á cảm ơn chị nha đây tận tuổi em cảm ơn chị Cali nha có lịch sự bảo cảm ơn chị Tommy Kali nhiều nha lúc nào cũng luôn quan tâm cho nhóm nha chị cũng mong bên mình nha anh chị đừng bỏ vô leo cho nó hư á cảm chúc giàu giàu sức khỏe nha ngày nào cũng hoa bên mình nha mình rất là vui nha chúc cho giàu giàu sức khỏe mười ba hôm nay là Quý với lại Mộng Cầm là vui nhất á vừa được đi 600, ăn mọi người được 300 mà vừa được có tiền nữa sức khỏe giàu giàu ba lắc nha giúp đặt kiếm nhiều nhiều tiền lo cho Quý với Mộng Cầm nha mình hai đứa khỏe lắm cảm ơn nha cả thế giới luôn giàu giàu sức khỏe luôn buôn mai bán lắc luôn cả thế giới luôn à, tính ra ở đây ăn được ha mà giá cả cũng bình dân à mọi người ha bình dân ha bảo hả để vui vẻ nha bình dân 260.000
58 ngàn. Mở cái lốp, mở cái lốp, cái lụng rồi không phải nó hầm á. Ở cái lụng á. À, Hương Trần mới vừa trả tiền xong rồi đó. Bây giờ tới tiết mục là bây giờ xô mong cầm xuống. Quý có bao không? Có 300 à. 300 quán cơm là hết luôn rồi. Má ơi, tụi nó chơi ai lắc mấy bà bao. Cho mấy bà cũng hết, ai lắc mấy bà bao. Mình có mình cũng dựa không sao. Đẹp quá à. Để chiều nay, hãy lo nha. Chiều nay Quý chúng muốn tà. Ông Quý sẽ mua cho. Anh Hòa một chiếc, anh không phải lĩnh nè. Anh không phải lĩnh anh Hòa là mua cho hai chiếc nha. Chiều nay Quý chúng có con nha. Mua cho anh Hòa, mua cho anh không phải lĩnh luôn. Quý chúng sao con nào Quý mua luôn. Chúng năm con cũng mua nữa, chúng năm con cũng có tiền rồi. Thôi xây nhà rồi. Chúng là xây nhà rồi. Ê xe của người ta má ơi. Trời ơi, ăn cắp thấy tôi phát hiện cái nó lấy xe ra. Ra ngoài nắng ghê trời. Trời này chỉ có chui trong nhà. Thằng ơi cắp không? Chị Kalimali ơi, cho Quý ngồi chắc đi chị Kalimali à. Xin nữa hả? Anh này đẹp trai quá à, ngồi chắc đẹp trai. Chị Kalimali ơi. Uống hai len luôn mọi người. Cà phê cao cấp nha. Hai len. Rồi mời mọi người vô trong ha. Trời ơi vô cà phê cao cấp bảo ơi. Chết rồi, chết rồi. Em chưa biết chuyện gì xảy ra mọi người. Ba chiếc ngoài thẳng kia. Là chung thẻ hả bảo? Cà phê Hòa Tan 68 ngàn, cà phê đen 66 ngàn, cà phê truyền thống 310 ký, cà phê đen 510 mấy. Rồi mới có mấy cái bình luôn. Giờ đang order món rồi. Bỏ kem 45 ngàn đâu? Thì không? Đi ăn kem mà. Quý ăn kem. Ăn kem. Thì ngon con sao? Mà có bọc phái nghèo nghe nó trả bọc phái rồi anh Bảo lọt vô vòng một rồi nha mọi người, có thẻ lọt vô một rồi. Rồi chúc mừng anh Bảo nha. Ủa gì ạ? Ví dụ như muốn tiết kiệm mua nước suối 15 ngàn chai cũng được vậy. 15 ngàn chai nước suối đó. Lên giữ chỗ trước á. Lên giữ chỗ này. Rồi anh Bảo anh có cấp lệnh bài lên rồi.
Ừ, chúc mừng anh Bảo. Có lên rồi, người thứ hai cấp lệnh bài là ai thì để xem xíu. Bánh mì que 19.000 cũng có, sốt phô mai 25.000, dạ 45.000, cà phê đen đá 29.000, cà phê rẻ nhất 29.000, bạc xỉu á 29.000, lim nhỏ. Nghe thơm mùi cà phê à. Nay quý đi hẹn hò với anh Mập vô quán cà phê rất là chất lượng hay làm. Thích không quý? Thích. Mình bị bệnh là phải ở máy lạnh. Ai mua ai trả? Ba uống gì? Nước suối 15.000 kìa, kem 20. Kem nhiêu? 20. Ông giá bao nhiêu mình quên thẻ. Thẻ ông nội. Có nghĩa là quá đơn từ 45.000 là cây kem 20. Ủa cây kem nhiêu cây em? Ủa cái đó là cái gì? Không có kem mọi người ơi, tưởng cây kem nhưng không phải. Rồi. Rồi lên lầu đi, có Bảo ngồi anh chở á. Rồi. Chị Sáu được cấp thẻ bài luôn rồi nha mọi người. Lên lầu rồi. Hoàng thượng lưng sủng rồi. Lối cung. Chưa, em kêu cuối cùng, từ từ. Cái gì vậy? Cái này bỏ thuốc. Dừa. Đi. Lên bỏ thuốc rồi giác. Thôi à. Mẹ. Đi thấy là. Nè nè nè, cầm mấy cái giấy lên thấy là. Đi ra gì mà ai cũng đẹp. Đi ra gì mà ai. Có ban bánh ngọt luôn. Rồi, người thứ ba mà được được qua lòng dòng sơ loại ha, anh Mập với con Mập. Giờ tới phòng cầm à, cái khâu này quan trọng lắm. Lấy ly kem đi. Em có kem gì đó. Chứ cái ly đó là ly gì em? Cái đó là đá xay vô tầm, đá xay vô tầm đó là kem. À, đá xay vô tầm là nhiêu ly? Dạ, 59.000 đi, đá xay vô tầm. Nhiêu? 59.000 đi. Ờ, 59.000 đi. Thôi uống nước suối. Giờ uống nước suối, chưa nước suối. À, vừa cà phê vừa bánh mì luôn hả? Ờ, bạn. Đó, sáng cà phê sữa đi. Cà phê sữa. Nhiều. Cà phê sữa nhiều xe nào? 29 với 39. Bà loạn cái nào? 29 đi. Đó, 29 à, quý ơi. Rồi, mộng cầm cũng cho qua xe luôn nha. Xe mo 29.000 em. Ôi, cò xanh luôn. Có ngàn không? Cho ngàn coi. Trời ơi, má ơi, anh xin gặp anh Tài nữa. Biết có. Biết có đâu, có anh được không? Ờ, có được rồi. Đi anh xin hãy. 10.000, 2.000. 1.000. Chừng nào nó kêu á, nó kêu á. Quý uống nước suối được rồi hả? Họ khỏi uống ra cái gì hết phải không? Uống nước suối là ăn nhiều quá nó mọc quá. Ăn nhiều mọc. Ăn nhiều quá nó tốn tiền chứ không em. Wow, bà cầm dạo gì có 500 như bà cầm.
bao chai kem nha. Ai bao đây kem nha. À, mong cầm có thẻ bài rồi. Đông lắm hả? Còn chỗ, nói chung là còn chỗ mà con giữ được coi chừng hết á, lên liền đi. Giờ cứ lên chảnh đi rồi xong rồi rung rồi chạy xuống. Nói vậy á.